Xin chào tất cả các bác. Bây giờ chúng ta lại bắt đầu với những chiến dịch của năm 2021. Sản phẩm lên sóng đầu tiên của năm 2021 chính là một dòng sản phẩm rất là ấn tượng trong thời gian vừa qua. Thời gian vừa qua thì các công trình VIP thì bên em đều, các bác có thể thấy rằng đều có mặt của sản phẩm này, nhưng bên em không có PR nhiều. Và trong thời gian vừa qua thì bên em chạy trải nghiệm để xem cái sản phẩm này nó ra làm sao, thì sau đó bây giờ mới chính thức lên sóng tất cả các bác. Có rất nhiều bác hỏi rằng cái con vang này chưa lên sóng bao giờ nhá. Thì ngày hôm nay thì bên em sẽ lên sóng chính thức các bác. Đây là một dòng vang số rất là đẳng cấp này, rất là nổi tiếng này, và rất là có gì đó, rất là chính hãng. Nếu như các bác cũng có thể biết thì trong bộ dàn âm thanh hiện đại bây giờ thì không thể thiếu một thiết bị, đó là thiết bị DSP. Và thiết bị DSP chính là thiết bị ví dụ như là crossover này, hay là vang số này, hay là rất nhiều các thiết bị khác nữa. Thì tất cả những thiết bị đó được gọi là DSP. Và đây là một dòng DSP rất là mạnh mẽ, nó có những cái skin nó rất là mạnh. Đầu tiên chúng ta sẽ lướt qua về một cái thương hiệu này. Thương hiệu này chính là thương hiệu DMX. Nếu như các bác có thể biết thì DMX là một trong những sản phẩm chính hãng và rất nổi tiếng. Rất nổi tiếng. Đó, và ngày hôm nay chúng ta đang có một dòng sản phẩm được gọi là sản phẩm chính hãng. Và sản phẩm này thì sản phẩm là cực là đắt. Đấy, sản phẩm này rất là đắt. Nó đắt đầu tiên là bởi là hàng chính hãng. Cái hàng chính hãng như em cũng đã có phân tích ở rất nhiều clip, thì hàng chính hãng thì thường nó sẽ có những cái tiêu chuẩn rất là khắt khe. Nó sẽ có những cái tiêu chuẩn rất là cao để đặt được phép đặt tên của thương hiệu đó lên. Chứ không thì nó sẽ làm hỏng đi cả một thương hiệu. Nên bất cứ một sản phẩm nào mà người ta đã có tên tuổi rồi thì người ta sẽ phải khẳng định bằng chất lượng, khẳng định bằng giá trị. Thì DMX cũng là một thương hiệu rất nổi tiếng. Đó, như thời gian trước thì em cũng đã có làm rất nhiều các sản phẩm loa và súp của DMX này. Thời gian trước em cũng đã có xét mấy cái vũ trường toàn bộ là sản phẩm này. Và trong cái sản phẩm vang số này là một sản phẩm mà phải nói như nào nhỉ, rất là đẳng cấp. Và cái skin của nó cực mạnh, nó mạnh nhất trong những dòng vang số. Giải thích cho các bác một số thuật ngữ của tiếng Anh. Skin, skin dịch ra chính là kỹ năng đấy. Tức là mỗi một con người thì chúng ta thường có kỹ năng nọ, kỹ năng kia. Thì trong cái con vang số này có các skin. Skin tính là các tính năng ấy. Các tính năng hay là cái sở trường, hay là những cái kỹ năng của cái con vang này nó rất là mạnh. Thay vì một con vang ví dụ bình thường xử lý hú và cộng hưởng, đúng không? Bình thường như các con vang khác thì cắm vào và đạt ở cái mức âm lượng như vậy thì nó sẽ bị hú. Nhưng dưới với con vang này cắm vào đạt được mức âm lượng như vậy nhưng nó không bị hú rít và không bị cộng hưởng. Thì đó là một cái ví dụ mà ngắn gọn để các bác có thể là hiểu luôn về cái skin của nó mạnh như thế nào. Và bây giờ thì em sẽ cùng các bác vào thực tế để chúng ta cùng nhau bóc con này ra để xem bên trong ruột gan là thế nào nhé. Ok, chúng ta sẽ cùng nhau bóc con này ra để chúng ta cùng nhau xem nó có gì nhé. Đây, các bác có thể xem nguyên đai nguyên kiện này. Đây là bên trong của con vang số đấy. Đầu tiên chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng và điều khiển. Đó, đây chính là điều khiển của em ấy. Đây chính là điều khiển của em ý. Đó, rồi. Tiếp tục ta sẽ có dây cáp kết nối này. Giống như bao các thiết bị khác. Có dây nguồn này. Và cuối cùng đây chính là em DSP đấy. Đó, rồi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá con vang số này có gì đặc biệt nhé. Ok, trước mặt các bác đây đó chính là em vang DMX. Em đi đây rồi. Cái sản phẩm này thì như các bác cũng đã biết, những cái hàng thương hiệu thì ở trên thị trường bị nhái rất nhiều. Và trước mặt các bác đây đó chính là một sản phẩm hàng xịn, hàng chính hãng các bác nhé. Hàng xịn, hàng chính hãng. Thì các bác có thể xem những hàng xịn và hàng chính hãng thì về mặt ngoài thì con nào cũng giống nhau cả. Nhưng mà nó chỉ khác với cái chất lượng bên trong, cái linh kiện bên trong và các tính năng nó mạnh mẽ hơn. Đó, chúng ta cùng đi sát và chúng ta cùng xem này. Các bác xem những hàng xịn thì nó rất chi tiết. Đó. Ở đây chúng ta có mấy cái tính năng. Đây là tính năng cơ dành cho cái con vang này. Nhưng mà cái tính năng cơ này chắc là chả bao giờ dùng đến. Tại vì đa phần những thiết bị số này chúng ta sẽ xử lý bằng số hết. Nên là những cái tính năng này chúng ta không bao giờ dùng đến cả. Có bác nào ở nhà hay nghịch mày mò thì dùng thôi. Đây là nút mute mic, mute music. Đó, đây là hai nút mute. Đó, chúng ta có màn hình rất đẹp. Ba núm effect, mic effect và music. Đây là cài đặt bằng tay. Đó, và đây là các cổng để chúng ta có thể mute nó lại. Nhưng mà tính năng này không bao giờ dùng đến cả. Chúng ta chủ yếu là setup bằng phần mềm. Chỉ có setup bằng như này thì chúng ta mới đạt được hiệu quả cao thôi. Đó, và đặc biệt ở trên đây chúng ta có một cái điều khiển.
Đó, cái điều khiển này. Với cái điều khiển này chúng ta có sử dụng được cũng khá nhiều cái tính năng chuyển input này, music này, effect này, 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Đấy, chúng ta có 6 mode. Đó. Ở cổng trước chúng ta có 3 đường mic, 3 đường mic cổng 6 ly. Đây, cổng sau chúng ta cùng xem. Và đằng sau thì chúng ta có 2 đường mic dành cho chuyên nghiệp. Giống kiểu đây, mic chúng ta đưa thẳng tín hiệu Canon xuống để chúng ta làm hai cái mic riêng biệt. Đó. Đằng sau chúng ta cũng có khá nhiều cổng đầu vào. BGM, VOD, DVD. Và đây là cổng out. Đó, đây là cổng đầu vào quang. Ở đây chúng ta cũng có đủ các cổng ăn chơi. Hai loa trước, hai loa cuối, một center, một sub. Đó. Vậy thôi. Rất đẹp đúng không ạ? Nói chung là với những sản phẩm này thì được nhập khẩu chính hãng, và sản phẩm này khi các bác đến với Vinhomes 7 thì các bác hoàn toàn yên tâm với những sản phẩm mà Vinhomes 7 cung cấp. Và đây là một sản phẩm hàng chính hãng, hàng xịn. Các tính năng rất mạnh mẽ và đặc biệt chất âm vô cùng ấn tượng và tuyệt vời. Chất âm của DMX này nó đem lại một cái gì đó nó rất là đầy đặn, nó rất là gọi là nó rất là mạnh mẽ. Ví dụ như một cái phòng hát mà ngày trước em có xử lý toàn gương kính thì đúng thật nếu như không có con vang số này thì chắc là phòng đấy không thể hát được. Những phòng này thì chuyên xử lý những ca khó, tức là với những phòng không gian khó, tức là không gian bị dội này, liên quan đến làm phòng hiện đại, phòng cổ điển này, hay là những phòng nhiều gương kính này, hay là inox dập này, thì những phòng đấy là phòng mà rất là khoai, và những phòng đấy là phòng mà nó bị dội âm rất nhiều, thì chúng ta phải cần có con vang số phải mạnh thì mới xử lý được. Đôi khi loa hay thì vào đấy cũng không xử lý vấn đề gì hết, làm gì được hết cả. Đó, vang hay, mic đẩy hay, hay là loa hay xịn cũng không xử lý được, chỉ có một con vang số mạnh thì nó mới xử lý được triệt để những phần đó. Và đây chính là vang DMX DK6000 Pro. Và clip này thì em không thể test chất âm được. Nếu như các bác muốn trải nghiệm chất âm của dòng này thì bên em đã có lắp rất nhiều công trình, đã lắp rất nhiều công trình sản phẩm này. Và sản phẩm này thì quá đẳng cấp rồi. Có lẽ là bây giờ em cũng không cần test với cả. Sorry các bác là bây giờ cũng khá là bận nên là cũng không có, tại vì có quá nhiều bác hỏi nên em review lên thôi. Chứ còn cũng không có đủ thời gian để test lại. Nếu mà có công trình nào thực tế thì em sẽ test lại các bác cùng xem. Hoặc là thời gian trước các bác có thể lộn lại thời gian trước, thì bên em đã có lắp rất nhiều các công trình Nexo, Amat hay là rất nhiều công trình thì đều lắp DMX hết. Đó. Ok, chắc là clip kết thúc tại đây thôi. Review nhanh các bác thôi. Và toàn bộ sản phẩm này rất đắt tiền nên là sản phẩm này sẽ không dành cho phổ thông. Đó, các skill nó rất là mạnh. Gia đình các bác chỉ dùng những dòng phổ thông là ok lắm rồi. Còn nếu bác muốn thực sự đẳng cấp thì các bác có thể chọn dòng này. Đó. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các clip tiếp theo. Chúng ta đã lưu trong đầu mình xót xa.